Xin chào quý anh em, mình quay tàu cá lưới quay đêm của anh Châu. Dài 23m tại Phú Yên đang hạ thủy cho anh em mình xem. Rộng 7,5m đổ lại nha anh em. Tàu cá lưới quay đêm của anh Châu dài 23m, rộng 7,5m đổ lại. Tâm hạ tầm 4m. Anh em thấy mơ lường dở sợ. Bữa nay sơn mới lại nhìn rất là đẹp ha, đang hạ thủy. Tàu cá lưới quay của Phú Yên và đóng tại Phú Yên luôn nha anh em. Mẫu tàu cá rất đẹp, rất chuẩn. Đây mình đứng cái góc này để quay cái hông tàu, mặt ghe cho anh em xem. Ghe phả đứng hông, trần vai, trần bụng rất là đẹp. Ghe phả ngang vai rất là đẹp ha. Sử dụng động cơ Komatsu 750 mã lực. Động cơ Komatsu 750 mã lực đang quang lên. Bơm nước hoạt động hết rồi, re rẹt rẹt à. Quá đẹp. Re ẹt ẹt. Lên. Coi sợi dây neo sau kìa. Con lại. Coi sợi dây neo sau ơi. Đây tàu cá lưới quay của anh Châu hạ thủy xuống giêng phát ra luôn. Ghê quá đẹp, quay toàn thể chi tiết ghê cho anh em mình xem. Tàu cá được trang bị radar, máy dò chụp, máy đo dòng chảy đầy đủ. Một con tàu cá quá hiện đại, sử dụng các cái công nghệ rất là hiện đại nha anh em. Số Nimro 95686. Chúc cho anh Châu năm 2021 làm ăn hoàn toàn thắng lợi nha. Mẫu ghe rất là đẹp luôn. Quá đẹp, mình dâm tất cả các cái chi tiết con tàu cho anh em xem. Quá đẹp luôn. Tiếng bô của Komatsu 750 mã lực nổ nghe quá đã. Bên này có tàu cá của anh Hiệp cũng chuẩn bị kéo lên ụ nè. Mũi ghe cao ngang cabin máy ghe kia luôn trời. Cái này được đóng tại Phú Yên luôn nha anh em.
mấy chiếc ghe này quá hoàn hảo, siêu phẩm á. Mình không biết nói gì hơn, chúc cho anh Châu làm ăn thắng lợi thôi, và cũng không bình luận nhiều ở trong video ha. Mấy tàu cá quá đẹp, quá hoàn hảo, xuất sắc á, quá đẹp, không còn cái điều gì mà đỡ bình luận thêm nữa. Dùm về phía anh Châu nè, anh Châu nhỏ xíu mà lái tàu to quá to.